Ví dụ như một người ở trong gia đình, mà trong gia đình có 5 người mà chỉ một người làm thiện, nó đã tạo cái duyên, thì duyên đủ cho gia đình nó rất là bình an đấy. Hay nó một người thôi, một người giữ giới cho trọn vẹn, nhưng mà không ngờ trong gia đình những người khác, tuy là họ không giữ giới nhưng họ ít bệnh đạo, bị ít bệnh, ít tai đạo quả, ít sự chuyện xảy ra cho những gia đình đó. Chỉ có một người thôi mà nó lây hết cả cái gia đình của họ, 5 người thêm 4 người, thì mới con thấy một người làm thiện mà nó chuyển cả cái ác của cái trình nhân quả đó. Mà nếu mà trong 5 người ở trong gia đình mà luôn sống thiện với nhau hết, hạnh phúc lắm, không tai họa, không tai nạn, không tai nạn giao thông gì xảy ra cho gia đình, bệnh tật nó không đào sờ nhức đầu ra kia, cắt mới xả vô xong cái hết khỏi cái đi thì nó chỉ gì đó, biết rồi. Nó đào sờ, nó đào cảm, nó đào này kia nhẹ nhàng thôi, nó cũng đau, đau ở trong cái thân mình, thân nó có nhiều, thay vì nó phải nặng thì nó lại nhẹ, nó giảm đi, nó làm cho cái cả gia đình yên ổn, không còn lo lắng. Chứ còn nó đau nặng, nó đi nhà thương bác sĩ mổ xẻ, trời ơi lo lắng đi. Ông già ông đau, ông yếu đuối cho không biết mổ kỳ này chắc họ sợ ông không đủ sức, ông tiêu rồi, lo lắng. Đâu có phải ông lo không, mà cả gia đình người nào cũng lo, các con thấy. Nhưng mà mình sống thiện rồi thì không còn lo nữa, hết có sự kiện cả. Cho nên mấy con nhớ là thầy chỉ biết khích lệ và khuyên lên mấy con. Mấy con thấy ở gia đình không yên, mấy con cứ đến đây thì thầy cho ngàn bữa cơm, mấy con thì cho một cái thách thở, thầy dạy thách thức. Mà có gì mấy con à sao đêm nay con tu nó vậy, thầy dạy, chỉ dạy cho con, thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con cách thức ở cái đó, là cái gì còn phải phá gì thế này thì nó xem là đem lại thâm bất động của con. Con vậy thôi, ở gần bên thầy cứ hỏi thầy à, bất kỳ lúc nào, giờ nào à, ví dụ như mấy con ở đây đi có cô Út, thì mấy con nói cô Út bây giờ con đang tu vậy mà bây giờ nó bị hôn trầm như vậy đó, và nó bị tưởng như vậy, cái hình ảnh gì nó hiện ra vậy à, cô Út nói với thầy cho thầy gặp con một chút xíu để con trình bày lại cho thầy, sẽ gặp thầy sẽ dạy để cho mấy con xả cái đó liền. Thầy biết liền, nói là thầy biết nó ở chỗ nào rồi, và thầy đến thì chỉ à, bây giờ con phải ngồi đây tu, thì thầy ngồi đây con tập đi, hỏi thử coi con tập có xả được chưa, phải xả được rồi thôi thầy về, còn nó đi tu đi. Không ơi, mấy con thấy yên tâm. Mỗi ngày thầy nói thật sự, mấy con bị gì mà có thầy ngồi thì mấy con rồi hết. Bây giờ hôn cầm tìm viên gục tới gục luôn, chứ mà có thầy ngồi đó nó cũng chạy mất nè. Anh sợ mấy con, còn không có thầy nữa nó gục mấy con.